Mới gần đây, một fan của nhóm nhạc K-pop Blackpink tâm sự trên diễn đàn lớn rằng: "Em mới nhận được học bổng 9 triệu, nhà em có sổ hộ nghèo, kinh tế khó khăn, nhưng Blackpink là mơ ước nên em định lấy tiền tiết kiệm để concert. Em ở xa, tính đi xe khách vào xem rồi hết lại bắt xe về luôn. Cho em hỏi liệu cầm 9 triệu có đủ trang trải không ạ? Mặc dù mẹ em ngăn cản nhưng em rất muốn đi. Không đi thì em rất hối tiếc và ân hận bản thân mình vì bỏ lỡ." Topic này ngay lập tức đã nhận được rất nhiều lời bình luận trái chiều. Tuy nhiên, ý kiến chủ yếu là khuyên em học sinh này không nên đi vì kinh tế quá khó khăn. Tuy nhiên, cơ hội để gặp thần tượng của đời mình đâu phải dễ có lần thứ hai. Vậy liệu cầm 9 đến 10 triệu chỉ để đi đu idol có xứng đáng hay không? Chúng ta hãy thử bàn luận xem nhé. Blackpink là một nhóm nhạc nữ thần tượng của Hàn Quốc đang nổi đình nổi đám trong vài năm trở lại đây. Nhiều bài hát của nhóm nhạc không chỉ khuynh đảo châu Á mà còn gây được sức ảnh hưởng đến toàn thế giới. Với thương hiệu lớn như vậy thì không lạ khi Blackpink có rất nhiều fan tại Việt Nam. Vì vậy, sự kiện Blackpink sắp qua Việt Nam tổ chức live show cuối tháng 7 năm 2023 hẳn đã làm sôi sục cộng đồng mạng, nhất là với các bạn trẻ. Giá vé được thông báo dao động từ khoảng 1 triệu 2 đến 9 triệu 8, một con số khá là chát so với mức thu nhập trung bình của người Việt Nam. Việc Blackpink qua Việt Nam không chỉ gây sự chú ý rất lớn từ fan của K-pop mà còn khiến cả xã hội quan tâm. Nhiều người ghét âm nhạc Hàn Quốc cũng lao vào bình luận sôi nổi. Câu chuyện được quan tâm nhiều nhất không phải về bản thân nhóm nhạc mà là giá vé. Liệu một giá vé trên 9 triệu đồng có là đáng tiền? Thậm chí đây chỉ là phí bề nổi. Còn mặt chìm, những người tham gia concert này còn phải chi tiêu rất nhiều tiền, từ vé tàu xe, máy bay để đến Hà Nội, tiền ăn uống, thuê chỗ ở. Nếu may mắn có nhà người quen thì có thể tiết kiệm được đôi chút. Tuy nhiên, tính tổng thể, chi phí để xem concert của Blackpink có thể đội tới tầm 15, thậm chí là 20 triệu một người. Với những tầng lớp trung lưu thì nó chỉ bằng một tháng lương. Bỏ một tháng lương ra để tận mắt chứng kiến idol bằng xương bằng thịt thì có lẽ không phải là quá đắt. Bởi cơ hội để các nghệ sĩ có tầm cỡ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn một live show quả thực rất hiếm. Chỉ riêng so với khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam thua xa những người láng giềng như Thái Lan, Malaysia và kể cả Philippines về khoản thu hút các ngôi sao lớn của thế giới. Chỉ trong khoảng nửa năm 2023, Thái Lan đã tiếp đón hàng loạt các sao cỡ hạng A của âm nhạc như Harry Styles, Arctic Monkeys, The 1975 đến Blackpink. Trong nửa năm còn lại sẽ là các cái tên đình đám khác như KDB, Coldplay, Sam Smith, Bruno Mars hay là DJ Marlo. Những đêm diễn này quy tụ từ 15.000 tới gần 100.000 khán giả. Đặc biệt, nhóm nhạc danh tiếng Coldplay đã công bố tour châu Á trong năm 2023 sẽ đi qua các quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và 4 nước Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines. Sau Blackpink, một ngôi sao âm nhạc đình đám hơn là Taylor Swift cũng ghé thăm khu vực Đông Nam Á, nhưng cô chỉ tổ chức show tại Indonesia, Singapore và Philippines. Nguyên nhân là ở đâu có rất nhiều chuyên gia lẫn những người trong ngành âm nhạc phân tích và tựu chung lại lý do cốt lõi nhất đó chỉ là xoay quanh một chữ tiền. Thứ nhất đó là tiền của ban tổ chức. Để mời được những nghệ sĩ có tên tuổi về Việt Nam, nhà tổ chức phải đáp ứng rất nhiều điều kiện khắt khe, trong đó có cả vấn đề về tiền bạc. Những nghệ sĩ hạng A của thế giới thường không chỉ yêu cầu kỹ càng về sân khấu âm thanh mà còn cực kỳ khó tính bởi chỗ trú chân đi lại, dịch vụ kèm theo không chỉ cho họ mà còn cho cả ekip hùng hậu đi kèm. Điển hình như nghệ sĩ saxophone nổi tiếng Kenny G đã đòi hỏi phải được đón tiếp ở ngay chân cầu thang khi đi xuống máy bay, được đi cửa riêng của sân bay. Xe phải đủ phục vụ cho ông cùng với 12 người trợ lý đi kèm, tất cả đều phải là hạng VIP. Khách sạn bên Kennedy yêu cầu phải tối thiểu từ 5 sao trở lên, có view thoáng đãng và đẹp mắt. Ban tổ chức đã phải nộp đơn chứng minh khả năng tài chính đến 2 năm mới được phía Kennedy chấp nhận. Phải chi ra rất nhiều chi phí để phục vụ các ngôi sao, nhưng tiền vé thu về lại không cao. Đó là vấn đề về tiền nằm ở phía khán giả. So với nhiều quốc gia châu Á khác, người Việt được cho là chi tiêu khá tiết kiệm đối với việc đi xem show ca nhạc. Việc chi vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng chỉ cho một đêm ca nhạc khiến đa phần cảm thấy xót ruột. Ngay cả những gia đình có điều kiện kinh tế dư giả nhưng khi thấy giá vé đắt bằng một tháng lương là đã cảm thấy rụt rè. Người Việt đa phần nhận thấy việc đầu tư hàng chục triệu chỉ để gần thần tượng là không xứng đáng bởi cuộc sống còn rất nhiều thứ khác phải lo. Có người còn bảo chưa bao giờ cho được bố mẹ đồng tiền nào mà đã đú đởn đu idol thật chẳng ra làm sao. Với tâm lý đó nên không nhiều người Việt chi tiền để đi xem show ca nhạc. Chi phí phục vụ các ngôi sao thì đội lên nhanh chóng, nhưng tiền vé thu được chẳng bao nhiêu. Ban tổ chức lãnh đủ. Nhiều đơn vị đã rơi vào cảnh thua lỗ, thậm chí rơi vào phá sản chỉ sau một đêm biểu diễn của những thần tượng âm nhạc. Một nhà tổ chức từng đưa nam ca sĩ Biren qua Việt Nam đã buộc phải đóng cửa vì show diễn bị lỗ nặng. Nhưng vụ việc này không tai tiếng bằng sự kiện nữ ca sĩ Ariana Grande hủy show chỉ 5 tiếng trước giờ diễn.
Vào năm 2017, nữ ca sĩ đình đám người Mỹ đã khiến fan Việt vô cùng háo hức, mất ăn mất ngủ vì tuyên bố sẽ có show diễn tại Việt Nam. Cô còn mang một ekip tới 28 người đi theo phục vụ, đi kèm với đó là những yêu cầu tương đối khắt khe về ăn ở và điều kiện biểu diễn. Tuy nhiên, cô gái trẻ này lại hủy show diễn ngay sát giờ với lý do đưa ra là sức khỏe. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, người ta thấy Ariana đã xuất hiện trên sân khấu Trung Quốc với nguồn năng lượng dồi dào và sung sức với một series liền 20 ca khúc, không hề có dấu hiệu sức khỏe như cô công bố tại Việt Nam. Điều này đã tạo nên một làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ và lên án Ariana Grande đã coi thường khán giả Việt. Nhưng nguyên nhân sâu xa được một số nguồn thạo tin cho biết, nó lại nằm ở vấn đề tiền bạc. Mặc dù ban tổ chức đã đáp ứng đủ mọi yêu cầu của cô ca sĩ người Mỹ, nhưng chỉ một điểm duy nhất không đạt đó là số lượng vé bán ra không đủ như kỳ vọng. Có lẽ điều này đã làm Ariana cảm thấy không vui vẻ để bước lên sân khấu phục vụ khán giả Việt Nam. Nhóm nhạc huyền thoại Backstreet Boys cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự Ariana Grande, nhưng họ lại có cách ứng xử chuyên nghiệp hơn. Các chàng trai này từng sang Việt Nam nhưng show diễn của họ khá ế khán giả. Đó có lẽ là lý do họ không quay lại nước ta nữa, mà đến những nơi khác nhiệt thành hơn như Thái Lan hay Philippines. Chung quy lại, trong khi người dân các nước láng giềng luôn tỏ ra cuồng nhiệt với các ngôi sao thế giới thì khán giả Việt Nam có vẻ khá thờ ơ. Vậy có lẽ người Việt không thích họ? Hoàn toàn không, người Việt luôn chứng minh mình là những khán giả cực kỳ nhiệt thành, đam mê âm nhạc không thua kém bất kỳ một quốc gia nào. Fan club của nhóm Blackpink tại Việt Nam luôn rất mạnh, thậm chí các thành viên nữ của nhóm nhạc Hàn Quốc còn nhớ tên một số người trong hội fan này. Người Việt cũng không hề ngại chi tiền ra nước ngoài chỉ để xem show của idol, với suy cho cùng cảm giác đứng dưới sân khấu, hòa mình vào không gian tràn ngập âm nhạc và sự cuồng nhiệt, được hát theo thần tượng những bài hit là những trải nghiệm không gì có thể thay thế được. Nhiều người cho rằng nó quá xứng đáng bởi cuộc đời đâu mấy được lần như thế, tiếc gì vài ba tháng lương cơ chứ. Thế nhưng, việc đu idol đâu phải là dễ dàng mà còn kéo theo đó nhiều vấn đề phát sinh. Vấn đề thứ nhất đó chính là việc nhiều người sẽ rơi vào khó khăn tài chính. Không phải ai cũng có điều kiện dư giả để theo đuổi sở thích, mà đặc biệt fan của các nhóm nhạc trẻ, phần nhiều cũng là các bạn trẻ, những người chưa làm ra được nhiều tiền, thậm chí còn đang phụ thuộc vào bố mẹ hoàn toàn. Nhiều em còn có gia cảnh khó khăn, một vé dành cho vài tiếng với thần tượng có cái giá cả vài tháng lương, vài tháng tiền tiêu vặt. Nhiều người vì quá đam mê đã phải vay mượn để sau rơi vào cảnh nợ nần, gia đình lục đục chuyện tiền bạc. Vấn đề thứ hai đó là việc mua vé đi đu idol thực chất đâu có dễ. Số lượng của chúng có hạn mà lại có rất nhiều người tranh nhau nên sở hữu vé rất chi là khó khăn. Đối với show diễn của Blackpink vào cuối tháng 7, nhiều fan hâm mộ đã phải thức trắng đêm sử dụng rất nhiều thiết bị mới có thể vào được trang web mua vé bởi nó đã bị tắc nghẽn do lượng truy cập quá tải. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giờ giấc sinh hoạt, học tập và làm việc. Có trường hợp bà mẹ con nhỏ vì quá mê Blackpink đã bỏ bê gia đình dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng không hòa giải được. Vấn đề thứ ba đó là những người mua vé dễ trở thành nạn nhân cho các đối tượng lừa đảo. Nhiều fan đã đặt niềm tin sai chỗ, dẫn tới tiền mất tật mang. Một người hâm mộ ban nhạc Blackpink đã chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Cô kể lại rằng vì sợ không tranh được với fan cuồng nên đã mua qua một bạn trẻ tên là Ngọc, quen qua mạng. Vì sơ suất nên không yêu cầu chụp căn cước công dân để làm bằng chứng. Cô gái Ngọc này bảo rằng mình là người nhà của chủ tịch quận nên được tặng 20 vé miễn phí. Mỗi vé cô bán lại với giá chỉ 1,8 triệu Việt Nam đồng. Nhưng sau khi nạn nhân chuyển tiền thì kẻ lừa đảo đã ngắt liên lạc và mất hút. Đó là những vấn đề nổi cộm nhất mà những người đu idol đã và đang gặp phải. Hiện một số nguồn tin cho rằng giá vé show diễn của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội không chỉ đắt hơn so với show ở các nước Đông Nam Á mà còn bị cắt giảm những ưu đãi. Tại show diễn của Blackpink ở Thái Lan, tháng 1 năm nay giá vé VIP là 6,4 triệu, các hạng vé mặt sân lần lượt là 4,4 triệu và 3,7 triệu đồng. Tại Indonesia, vé VIP có giá 5,9 triệu và vé mặt sân hạng 2 là 5,3 triệu. Nhưng tất cả những show diễn Đông Nam Á này giá vé VIP không cao bằng Việt Nam. Vé VIP ở Việt Nam là 9,8 triệu và hai hạng vé mặt sân có giá 5,8 đến 7,8 triệu đồng. Thậm chí ở hạng vé VIP tại nước ta thì Blackpink cũng không tổ chức buổi soundcheck, tức là buổi diễn tập giáp âm thanh, có giao lưu trực tiếp với khán giả trước show chính thức. Thêm vào đó, các thành viên đều sẽ không hát solo trong buổi biểu diễn. Trong khi đó, ở các nước Đông Nam Á thì Blackpink đều cung cấp các hoạt động này, đặc biệt là cho vé VIP. Bạn nghĩ thế nào về việc chi hàng chục triệu ra để coi show ca nhạc của thần tượng? Hãy comment cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.